Thì thật cái hạnh phúc của mình Đó là mình cảm thấy là những người khác họ bớt đau khổ đi một chút Họ bớt chật vật đi một chút trong cái cuộc sống của họ Mình sẽ đi thôi Mình vẫn nghĩ rằng là cái công việc của mình á Nó sẽ không chấm dứt ở trong cái cuộc đời của mình Cái đối thoại xã hội nó không chỉ cần thay đổi cái đầu Mà nó phải thay đổi được con tim của người ta Cái cách mà người ta nghĩ và cách người ta tin vào một vấn đề nào đó Mình tên là Lương Thế Huy Hiện tại thì mình đang công tác ở Viện IC Một tổ chức phi lợi nhuận ở tại Hà Nội Hoạt động về quyền của người LGBT là người đồng tính song tính về chuyện giới cũng như là của cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Từ lúc mà học phổ thông thì mình thích các môn như là văn nghệ sử nhưng mà cái thứ mà mình thích lại là cái chính luận cơ mình không có hay tán thơ ca nhiều lắm thì mình rất là thích được nghe được nói về các vấn đề về xã hội thật là từ năm cấp 3 rồi và thì cái việc mà mình chọn à, ngành học luật đó, nó là một cách cũng rất là tự nhiên thì à, mình học luật ở việt nam thì mình cũng thích à, những vấn đề mà quốc tế quan tâm thì mình chọn học luật quốc tế chứ không chọn những cái ngành khác à, sau đó thì mình à, khi mà tốt nghiệp thì do một người quen thì họ mới mời mình vào một cái tổ chức mà làm về hoạt động xã hội thì đối với mình nó rất là mới tại vì lúc mình đi học thì mình chỉ nghĩ rằng là à sau này thì mình sẽ có thể là làm nhà nước hoặc là tư nhân À, công ty Việt Nam hay là công ty nước ngoài nhưng mà nó hoàn toàn là một cái thế giới rất là mới lạ với mình và mình còn tưởng rằng là làm, à, làm hoạt động xã hội có nghĩa là không có tiền cơ tức là mình là hoạt động tình nguyện và mình nghĩ rằng cũng rất là nhiều người Việt Nam thì à, vẫn còn tưởng rằng là à, các hoạt động à, xã hội thì nó nó bị đánh đồng với lại là hoạt động tình nguyện hoặc là các hoạt động về phúc thiện chẳng hạn thì à, đối với mình nó là một thế giới hoàn toàn mới và khi mà mình bước chân vào rồi thì mình à, học được rất là nhiều thứ mà mình phải nói là tất cả những điều mình có ngày hôm nay đều là do cái công việc hoạt động xã hội nó mang lại cho mình. Không chỉ là vấn đề là một cái thu nhập mà nó vừa đủ, nó đáp ứng được à, những cái nhu cầu cơ bản thì tất nhiên ai cũng cần. À, nhất là các bạn trẻ mà khi quan tâm đến nghề nghiệp, mình biết là các bạn rất là bị áp lực về việc rằng là phải có một cái công việc nào nó thật là oách, nó thời thượng hoặc là nó đem lại cái thu nhập tốt. Nhưng mà mình phát hiện ra rằng là mình có nhiều cái thứ mà nó cũng nó cũng có lợi cho cái cái cuộc sống của mình mà mình hay nói rằng cái công việc xã hội á nó cho mình một cái vốn mà vốn đây nó không phải là tiền bạc mà nó là một cái những cái giá trị mà mình có thể dùng được suốt cả cuộc đời này à, cho dù là mình đi đâu mình gặp ai mình ở trong hoàn cảnh nào thì những cái thứ mà những cái giá trị mà mình tin ở trong cái hoạt động xã hội đó, nó vẫn sẽ giúp mình hiểu rõ mình là ai mà mình muốn gì và một phần nữa thì cái hoạt động xã hội mà liên quan đến LGBT ở Việt Nam là cộng đồng người đồng tính song tính và chuyển giới thì nó cũng rất là mới à, gần như là nó chỉ hơn 10 năm mà thôi và mọi người biết rồi đó cái gì nó mới thì mình làm nó rất là có dễ có thành quả và dễ gặt hái được nhiều thứ à, thì thời gian đầu mình làm á, à, mình thấy rất là hay mình làm cái gì mình cũng thấy thành công hết á kiểu như là nó nó rất là mới mà và mình thấy nó, nó bị cuốn vào và nó rất là say mê với cái công việc này À, phải đến phải nói mình phải nói là khoảng 3 đến 5 năm nó bắt đầu mới xuất hiện những cái khó khăn những cái thứ mà mình hiểu rằng là à mình không biết hết về cái thứ mình làm mình cần phải đi học thêm à, mình phải cần phải gặp nhiều thêm nữa thì mình mới quyết định là mình học à, một cái ngành thạc sĩ mà nó cũng rất là đặc biệt đó là ngành luật và tính dục tức là nó vẫn là ngay cái ngành luật yêu thích của mình nhưng mà nó liên quan nghiên cứu đến cái cạnh về tính dục của con người các vấn đề về tình dục về giới rất là nhiều thứ À, mình thấy rất là hay và mình có thể mình quay trở lại, mình tiếp tục sau khi mình hoàn thành cái chương trình học ở nước ngoài đấy thì mình quay trở lại. À, đó là vào năm 2019. Mình thì uh, vào danh sách Forbes năm 2016. À, có thể nói thì sau khi mà vào danh sách Forbes thì uh, nó cũng là một trong những cái cách để mình mở rộng cái thế giới quan của mình. Mình thì trước giờ chẳng bao giờ mình nghĩ mình và Forbes nó là hai cái danh từ có thể đi chung với nhau được. À, tại vì một bên thì rất là trọng về cái khía cạnh là kinh doanh mình mình từng nghĩ thế như thế, mà khi mình biết rằng là Forbes cũng quan tâm các vấn đề là các hoạt động xã hội tạo ra những cái tác động tích cực, uh, thì mình không ngần ngại uh, trở thành một thành viên của Forbes, tại vì uh, mình ý thức được cái uh, cái những cái khả năng gây ảnh hưởng của mình, mà mình không ngần ngại việc sử dụng nó cho những cái mục đích mà mình mình nghĩ là nó nó, nó tốt cho mọi người, tốt cho cái số đông và tốt cho cái công việc tốt cho cộng đồng mà mình đang làm. Uh, thì sau đó thì khi mà năm 2019 mình quay về Việt Nam thì mình vẫn lại tiếp tục công việc này uh, đặc biệt thì bây giờ thì mình thấy rằng là nếu mà ngày xưa khi mà bắt đầu làm công việc xã hội á, thì nó nó có gì đó nó rất là trong sáng uh, vô tư và như mình nói đó mình đi đâu mình cũng thấy những điều mới thì bây giờ đối với mình đây là một công việc rất là nghiêm túc và nó cần cái sự chuyên nghiệp cũng như cần cái sự nó thật sự là có chiến lược và bài bản đôi khi mình cũng nhận được những cái phản hồi như là à rất là ngưỡng mộ mình bởi vì mình phải có những cái hy sinh thật ra mình mình muốn mình muốn chính chính là thật ra khi mà mình làm cái công việc mà nó thật sự là cái lựa chọn của mình á và mình à, hoàn hài lòng với nó và mình yêu thích cái công việc đấy á thì đối với mình nó chẳng phải là hy sinh gì cả mình mình chưa giờ thấy mình phải hy sinh mà như mình nói rằng công việc xã, xã hội nó mang lại rất nhiều thứ cho mình à, cái vốn mà mình nói lúc nãy á mà mình có thể dùng cả đời á thì đối với mình đó là những cái giá trị mà mình tin vào bản thân của mình tại vì có thể là uh, bạn trở thành một cái chuyên gia trong một cái lĩnh vực nào đấy uh, bạn rất là giỏi uh, bạn có thể kiếm được uh, cái thu nhập rất là tốt từ công việc uh, bạn cung cấp những cái kiến thức những cái kinh nghiệm của bạn trong một cái lĩnh vực nào đấy nhưng mà cái thứ nhất là bạn có cảm thấy hạnh phúc với công việc đấy hay không hay là chị bạn hạnh phúc với việc rằng là uh, những cái uh, cái thu nhập mà bạn có mà thôi À, cái thứ hai là bạn có hạnh phúc với việc rằng là đây là cái con người mà mình thật sự mong muốn trở thành hay không à, thì cái tất nhiên mình không khái quát với tất cả những người khác tại vì kinh nghiệm mỗi người khác nhau trải nghiệm mỗi người khác nhau nhưng đối với mình đặc biệt là trong hoạt động xã hội thì nó làm mình cảm thấy là thứ nhất là mình mình được là chính mình và cái được là chính mình nó không phải nó chỉ bó hẹp trong cái việc là à mình được sống theo cái cách mình muốn mà đây thực sự là cái con người mà mình mong muốn đây là thực sự là cái cuộc sống mà mình mình từng nghĩ đến mà mình nghĩ là mình muốn có thể sống như thế này đến suốt cuộc đời cũng được thì mình hạnh phúc với cái việc đấy và cái vốn mà mình nói là những cái giá trị trong trong mà mà mình tin tưởng trong cuộc sống đó, thì nó giúp mình mà mình tin rằng là à, cho dù sau này mình có không hoạt động công việc xã hội nữa thì mình làm bất kỳ điều gì thì mình đều có thể mang đến những cái cái giá trị này để mình tiếp tục cảm thấy hạnh phúc với công việc mà mình làm thì thật cái hạnh phúc của mình đó là mình cảm thấy là những người khác họ bớt đau khổ đi một chút họ bớt chật vật đi một chút trong cái cuộc sống của họ à, họ cảm thấy dễ thở hơn họ cảm thấy là có niềm tin hơn một chút cho dù một chút thôi cũng được nhưng mà mỗi người một chút như vậy thì mình tin rằng là cái cái sự hạnh phúc của xã hội thì nó tăng lên thì mình khi mà mình cảm thấy mình được sống trong một xã hội mà càng ngày càng có nhiều người chia sẻ những cái giá trị chung của mình ví dụ như những giá trị về tự do hay những giá trị về bình đẳng thì uh, thứ nhất là mình cảm thấy an toàn hơn trong chính cái, cái xã hội mà mình đang sống cái thứ hai là mình cảm thấy hạnh phúc là bởi vì uh, uh, có nhiều người cùng chia sẻ được những cái thứ mà trước nay uh, mình cảm thấy là mình cô đơn chẳng hạn trước đây ít người tin vào những thứ mà mình tin thì mình cô đơn bây giờ mình bớt cô đơn hơn một chút mình nghĩ rằng là thật ra là uh, mặc dù dân số nó đến hôm nay là 8 tỷ rồi nhưng mà để cảm thấy mình là một phần mình không bị cô đơn trong cuộc sống này cũng rất là khó và công việc xã hội thì đối với mình nó mang lại cho mình cái cảm giác là không cô đơn à, mình hạnh phúc vì điều đó cái hoạt động xã hội á à, đặc biệt là ví dụ như cố gắng thay đổi nhận thức xã hội à, của người dân hay là của số đông á nó nó khó ở hai chỗ à, điểm thứ nhất á người ta phải thay đổi cái, cái, cái những cái thứ mà người ta đã hoặc là tin hoặc là đã không đặt câu hỏi chất vấn nó từ rất là lâu và người ta mặc nhiên chấp nhận cái niềm tin đó à, và bây giờ khi mà họ phải phải nghĩ lại về nó thì nó là một cái 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 thách thức rất, với rất là nhiều người à, mình hay nói rằng là cái sự thuận tiện của số đông thì nó là bất công của số ít hiểu theo nghĩa mình lấy một ví dụ là à, những cái tiêu chuẩn về việc là những cái lối tiếp cận với lại người khuyết tật chẳng hạn thì nó yêu cầu là nó phải có những cái cơ sở vật chất hay là khi mình đi những cái vỉa hè hay là vào tòa nhà thì nó phải có lối tiếp cận nhưng mà nhiều khi mà chúng ta hay hay hay, hay bỏ quên những cái điều đấy tại vì chúng ta vẫn nghĩ rằng là uh, nếu mà thêm những cái đấy thì hoặc là nó thêm chi phí nè hoặc là nó nó bất tiện với lại những cái người mà hàng ngày mình vẫn đi Uh, nhưng mà nó cái 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 việc mà chúng ta bỏ quên ấy, thì nó lại khiến cho những cái những cái người mà khuyết tật họ không được tiếp cận vào những cái uh, cơ sở vật chất và không được tham gia và từ đó thì nó dẫn đến rất là nhiều thứ mà chúng ta thấy là chúng ta vẫn nghĩ rằng là người khuyết tật là gánh nặng của xã hội là bởi vì thật ra là chúng ta không cho họ tiếp cận được với những cái nguồn lực và những cái cơ hội bình đẳng thì đối với cộng đồng lgbt tức là cái vấn đề mà mình đang làm đó, thì nó cũng tương tự như vậy thôi cái 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 bất tiện ở đây á, đó, đó chính là việc mà họ phải suy nghĩ lại về những cái thứ mà mình đã tin, thì họ họ không muốn suy nghĩ lại, họ vẫn muốn cái thuận tiện, tức là vẫn muốn tin vào những thứ mà trước giờ mình đã làm một và đã sống rất là lâu rồi, không muốn nghĩ lại về những thứ đấy. À, nhưng mà nó dẫn đến cái bất công ở đây, đó là việc là uh, nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là nói rằng là cộng đồng lgbt thì uh, bây giờ là hoàn toàn được bình đẳng mà và thậm chí là họ tiêu cực hơn thì họ có thể nói rằng là nếu mà muốn bình đẳng thì tốt nhất là đừng lên tiếng. À, thật ra cái mà họ vẫn nghĩ rằng là cái một cái người LGBT mà tốt là một người LGBT im lặng, còn mà lên tiếng thì có nghĩa rằng là chỉ 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 đang cố gắng là à, hoặc là làm màu hoặc là à, cố gắng tạo sự chú ý nhưng mà không phải vậy. Thật ra không chỉ ở Việt Nam mình để mình nhìn xuyên suốt lịch sử thì uh, những nhóm thiểu số luôn luôn phải làm cái công việc là lên tiếng. Uh, Ca dao Việt Nam mình thì có một câu mà cũng rất là hay, mình hay lấy ví dụ đó là con khóc thì mẹ mới cho bú. Cái đứa trẻ khi mà nó, mình thấy là đứa trẻ là từ lúc nhỏ nó đã lên tiếng khi mà nó nó cần có cái nhu cầu của nó. thì tại sao một người lớn, một người trưởng thành, một người công dân, một người uh, đặc biệt là uh, khi mà mình có những cái vấn đề với mình hay là với cái uh, cá nhân cộng đồng của mình thì cái việc mình lên tiếng đó một cái lẽ rất là tự nhiên của xã hội loài người. Nhưng mà nhiều người thì vẫn vẫn nghĩ rằng một cái xã hội hài hòa có nghĩa là chỉ có những nhóm số đông lên tiếng thôi. Còn những nhóm số ít thì có quá nhiều nhóm uh, thiểu số thì nếu mà mỗi nhóm thiểu số đều nêu vấn đề ra thì xã hội nó phải có quá nhiều thứ để giải quyết. Nhưng mà thật ra không phải vậy đâu. Cái nguồn lực xã hội ấy, nó vẫn vẫn rất là dồi dào và chúng ta có thể giải quyết nhiều thứ cùng một lúc được miễn là mỗi người làm đúng cái công việc của mình là được. Thế thì cái 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 khó khăn thứ nhất của việc công việc xã hội như mình nói thứ nhất là là mình mình phải thay đổi cái thói quen à, của của số đông. À, thật ra cái một trong những cái trở ngại lớn nhất của việc mà thay đổi không phải là người ta không biết hay là không không muốn thay đổi mà đó là cái mất mát mất mát của người ta khi phải thay đổi và ở đây đó là mất cái thói quen hay là mất cái cái sự thuận tiện khi mà mình hành xử. À, ví dụ như mình mình biết là nhiều người hay hay lấy cái ví dụ này là để thể hiện là nếu mà bây giờ mình tôn trọng cái sự thể hiện giới thì quá bất tiện là mình, mình khi mình đi tập huấn mình hay nói rằng là các bạn không có nên hỏi một cái người trong cơ quan mà ví dụ mới vào là em đã có bạn gái chưa hay em đã có bạn trai chưa? Tại vì mình hỏi câu hỏi đó thì mình đang mặc định về cái xuống tính dục của họ. Mà mình phải hỏi rằng là em có người yêu chưa? Hay là em có bạn đời chưa? Ví dụ vậy. Thì đối với nhiều người cái việc mà à mình phải lưu ý lại từng câu chữ mà mình nói rồi mình không biết nói cái này ra thì nó có xúc phạm hay là có ảnh hưởng gì đến người đối diện hay không? Thì đối với họ nó là cái bất tiện mà đôi khi họ không thích. Thậm chí một vài người là họ họ chống lại cái việc là tại sao phải cẩn thận với những từ ngữ đó quá trước giờ nói có sao đâu. À, thì cái, cái mất mát của họ là cái người ta chống là cái sự mất mát chứ không phải người ta chống là sự thay đổi à, mình nghĩ như vậy thế thì phải làm sao để cho họ biết rằng là sự thay đổi thật ra là cái sự có thêm được tức là họ phải họ phải có thêm chứ không phải là họ mất đi thì cái đấy là cái khó thứ nhất cái khó thứ hai của mình mình nghĩ rằng là đặc biệt là cái khơi gợi những cái thảo luận trong xã hội ở việt nam ấy, là người ta hay nói rằng là người ta nghĩ rằng khi mà muốn mà thuyết phục một cách uh, uh, mạnh mẽ nhất á, thì phải dùng những cái lý lẽ, những cái logic mà thuyết phục và uh, đầy đủ nhất bằng chứng. Có nghĩa là chúng ta đang nói về cái phần đầu óc, người ta cố gắng sử dụng cái uh, rất là nhiều logic, bằng chứng. Nhưng mà có một thứ là cái 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 trái tim á, cái thứ mà nằm dưới cái đầu, cái trái trái tim thì thật ra nó lại cái là quan trọng hơn đối với mình, mình nghĩ vậy cái đối thoại xã hội nó không chỉ cần thay đổi cái đầu mà nó phải thay đổi được con tim của người ta cái cách mà người ta nghĩ và cách người ta tin vào một vấn đề nào đó thì chỉ khi mà người ta khơi thông được uh, những cái mà cái cái thứ mà người ta tin thì khi đó thì những cái thứ mà người ta tư duy thì nó mới uh, thực sự là nó mới thảo luận và cái cái thảo luận nó mới uh, chất lượng mà nó tạo ra được cái sự thay đổi uh, và đây là cái kinh nghiệm của mình khi mà vận động chính sách liên quan tới vấn đề về cộng đồng LGBT Ví dụ như vào năm 2013 thì uh, mình làm một cái vấn đề liên quan đến uh, hôn nhân cùng giới hay là năm 2015 thì mình làm vấn đề về người chuyển giới. Thì uh, uh, nhiều người cũng hay hỏi là làm sao mà uh, mình thuyết phục được những cái người làm luật uh, có thể uh, họ bắt đầu họ thảo luận về vấn đề. Uh, thì đó chính là thay đổi con tim, mình nghĩ vậy. Mình vẫn còn nhớ trong một cái hội thảo với đại biểu quốc hội thì uh, uh, nó luôn luôn có hai phần tức là mình thì đứng lên trình bày về các số liệu các nghiên cứu các bằng chứng nhưng mà sau đó thì mình luôn luôn mời những người trong cộng đồng ở đây là người chuyển giới là người đồng tính và họ đứng lên họ chia sẻ về cái câu chuyện của họ ví dụ như có một bạn thì bạn ấy nói là bạn ấy vừa đi thái lan phẫu thuật về và bạn ấy đang ở quảng ngãi để mà hồi phục à, nhưng mà khi nghe cái hội thảo này thì bạn vẫn quyết định là bắt tàu để lên hà nội để tham dự và bạn xin được phép ngồi và sau đó thì bạn trình bày, thì cái câu chuyện cá nhân của bạn và cái cái sự hiện diện, cái sự xuất hiện của bạn tại lúc đó ngay trước mặt những người làm luật, thì nó đã tác động thẳng vào cái 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 con cái con tim chứ không phải là cái, cái 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 thông tin trong 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 đó mình á thì mình chỉ làm cái công việc của mình là cung cấp thông tin bằng chứng thì nó chỉ vào đầu thôi nhưng mà cái câu chuyện cộng đồng thì nó sẽ đi vào trái tim người ta và cuối buổi đó khi mà mình gặp vị uh, đại biểu quốc hội này thì uh, um, bác ấy có nói là bác ấy sẽ phát biểu về vấn đề này trước nghị trường. Và và khi mà mình nghe câu nói đó thì mình hiểu rằng đó là uh, mình đã có thêm được một đồng minh, một người ủng hộ. Và cho dù là cái kết quả như thế nào đi nữa thì uh, cái tiếng nói của những cái người mà ngồi ở trong trong cái căn phòng đó thì nó sẽ đi xa hơn được. Thì uh, cái đấy là cái uh, mình nghĩ là cái khó khăn uh, lớn nhất trong công việc hoạt động xã hội là làm sao cái sự thay đổi nó không chỉ tới từ cái đầu cả căn tim nữa. Mình hay nói rằng là đằng sau mỗi một người LGBT thì luôn luôn có một người đồng minh, nhưng mà ngược lại thì đằng sau mỗi người đồng minh thì cũng có một người LGBT nào đấy. thì cái nó nó là cái câu chuyện là mỗi một người ví dụ như là một người ủng hộ những vấn đề của cộng đồng LGBT ấy, thì thật ra cái lý do họ ủng hộ luôn luôn là họ nhớ về một cái câu chuyện cụ thể nào đấy. Mà họ đã từng nghe hay là từng tiếp xúc à, và trong hơn 10 năm hoạt động của mình thì à, à, tất nhiên có rất là mọi người thì hay nghĩ đến các à, chủ đề về về thay đổi pháp luật à, nhưng mà mình nghĩ rằng cái thay đổi mà trên trong một cái cuốn luật à, thì nó chứa đựng thực sự là rất là nhiều cái cái hành trình mà à, gian khổ Và thậm chí là tốn rất là nhiều thời gian công sức đằng sau sau mỗi cái 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 điều luật đấy đối với mình thì mình vẫn còn uh, nhớ nhất thì vẫn là cái uh, uh, cái hành trình mà mình làm cái chiến dịch uh, về hợp pháp hôn nhân cùng giới tên là tôi đồng ý vào năm 2013 À, uh, để cố gắng là sửa đổi và luật hôn nhân gia đình làm sao đó có một cái sự thừa nhận về mặt pháp lý đối với các cặp đôi cùng giới lúc đấy thì um, cái cái những cái bản dự thảo á, nó cứ thay đổi uh, vài tháng thì cái dự thảo nó thay đổi một lần và có những cái dự thảo thì nó khiến mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc và rất là bất ngờ. Tại vì cái mình cảm tưởng như là mình sắp thành công. À, sau đó thì vài tháng thì cái bạn dự thảo nó lại thay đổi, thì mình lại thấy rất là thất vọng, rất là buồn. À, tại vì có một số những cái ý kiến phản đối và họ... thật ra cái ý kiến phản đối thì nó cũng chỉ là đa phần nó việc là làm sao những cái quy định này nó có tính khả năng thực thi trên thực tế. Còn nếu mà họ cảm thấy chưa thuyết phục thì họ họ chưa sẵn sàng để thừa nhận, à, chưa theo mình theo mình hiểu thì uh, tất cả đều chia sẻ chung với nhau về việc rằng là cần có một cái quy định để làm sao cho bảo vệ quyền của các cặp đôi cùng giới tại vì đây là một cái thực tế cuộc sống mà mình không thể phủ nhận được có không thừa nhận thì họ vẫn sống chung với nhau và pháp luật uh, chỉ chỉ là có có không làm cái tình yêu nó nó, nó bắt đầu mà cũng không làm nó kết thúc được tại vì cuộc sống nó vẫn họ vẫn yêu vẫn sống với nhau thôi thế thì cái việc là pháp luật có chịu thừa nhận hay không thôi thì uh, nó cứ vài tháng nó thay đổi không lần vậy thì uh, rất là nhiều cảm xúc. Mỗi lần như vậy thì mình lại uh, nghĩ cái uh, cái bước tiếp theo mình làm là gì? Uh, cần thêm vận động thêm những cái cái uh, những cái người hay là những cái nhân tố nào ở trong xã hội. Uh, cái hành trình đó mặc dù nó nó chỉ khoảng 2 năm thôi, từ khoảng 2013 2014. Mà đối với mình thì mình đã học được rất là nhiều thứ. Và cuối cùng thì mình biết là cái luật hôn nhân gia đình đó, thì nó có cái sự thay đổi tức là nó không còn cái điều cấm hôn nhân cùng giới. Tuy nhiên họ lại viết nó thành một cái câu khác đó là uh, hôn nhân giữa hai người cùng giới tính thì không được pháp luật thừa nhận thì có nhiều người thì họ thấy rằng là cái thay đổi này nó 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 không mang đến nhiều lợi ích cho họ tại vì cuối cùng thì vẫn là không thừa nhận mà thôi uh, nhưng mà đối với mình thứ nhất là một người học luật á, thì mình thấy cái điều luật này nó rất là thú vị ở điểm là lần đầu tiên là một cái quy định pháp luật thừa nhận rằng pháp luật không thừa nhận một điều gì đấy tại vì nếu mà không thừa nhận thì đơn giản là không 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 đề cập thôi nhưng mà khi mà đã thừa nhận đã ghi nhận lại là không thừa nhận á, thì có nghĩa là nó mình có một cái mặt bằng mới một cái xuất phát điểm mới và trong tương lai thì mình sẽ chỉ có thể đi lên từ đó mà thôi chứ không thể đi lùi lại thì đối với mình đó là cái điểm thú vị và mặt khi một người mà học luật còn đối với một người là thành viên cộng đồng thì mình thấy rằng là cái cái việc mà sửa đổi luật hôn nhân gia đình 2014 nó nó có nhiều ý nghĩa với cá nhân mình bởi vì mình thấy ngay sau khi luật được thông qua thì mặc dù là không có cái sự thừa nhận về mặt pháp luật nhưng mà rất là nhiều cặp đôi thì bắt đầu họ làm đám cưới à, họ nghĩ rằng là đến lúc họ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc rằng là thứ nhất là à, chính thức hóa cái mối quan hệ với tư cách là một mối quan hệ mà được sự thừa nhận của gia đình và họ hàng à, hiện diện trong xã hội như là một cái gia đình À, và cái uh, thứ hai là họ muốn họ muốn cái đám cưới của họ có ý nghĩa được rằng là nó không chỉ là dành cho cá nhân họ mà mình nghĩ rằng cái khi mà họ tổ chức đám cưới thì họ đang tặng quà cưới cho tất cả mọi người một cái món quà tinh thần rất là lớn một cái sự động viên một cái sự dũng cảm mà họ đã vượt qua để họ đến với nhau và họ công khai Uh, những cái giá trị như là bình đẳng tự do công bằng nó luôn luôn là cái mình hướng tới. Cái hành trình của mình là cái hành trình mà mỗi ngày mình làm nó bớt bớt bình đẳng hơn một chút. Bớt ít tự do hơn một chút. Nó nghĩa là mình mình sẽ đi thôi, mình vẫn nghĩ rằng là cái công việc của mình á nó sẽ không chấm dứt ở trong cái cái cuộc đời của mình. Uh, có thể là vài thế hệ sau thì cộng đồng LGBT mới có được những cái thứ mà mình hay nói bây giờ. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Uh, tại vì nếu mình không bắt đầu thì mình sẽ không kết thúc được uh, và cái đấy nó, khi mà mình làm công việc này thì mình nghĩ là uh, nó là cái tầm nhìn của của vài thế hệ chứ nó không kết thúc ở cái cuộc đời của mình cho dù mình có không chứng kiến được cái ngày uh, mà mình uh, mình thấy những cái điều mà mình mong muốn thấy thì mình vẫn tin rằng là một lúc nào đó thì nó sẽ nó sẽ đi đến cái cái hành trình mà mình mình mong muốn Uh, mình mong muốn thấy ở một cái xã hội mà mọi người tin rằng là người LGBT thì họ cũng xứng đáng có những cái quyền bình đẳng bởi vì họ là một thành viên trong xã hội. Từ năm 2016 khi mà mình uh, um, gọi là một phần trong uh, gia đình Fox 30 á thì uh, thật ra cái cái thứ mà mình cảm thấy là rất là trân trọng đó là những cái câu chuyện và những cái người bạn bè mà họ cũng ở cùng cái độ tuổi như mình à, và họ đang làm những cái thứ rất là khác nhau thực ra mình thì mình thích cái sự khác biệt cho nên và khi mà mình thấy mình ở trong một cái nhóm mà nó rất là khác biệt nhau thì cái điều đó nó rất là kích thích và nó nó mang lại nhiều cái cảm hứng cho mình và bởi vì mình thích cái sự khác biệt cho mình cũng mang đến cái sự khác biệt thì khi mà mình tham gia vào trong nhóm thì mình cố gắng mang những cái góc nhìn à, mình hay đóng vai trò là gọi là cảnh sát về giới tính tức là khi mà mọi người nói hay là mọi người có những cái uh, uh, có những cái thể hiện mà nó mình nghĩ rằng là nó có có vấn đề thì mình sẽ cố gắng có những cái trao đổi một cách rất là tích cực thì mình nghĩ rằng là những cái thứ đó mình uh, và những cái kết nối trong công việc với nhau thì nó cũng uh, nó giúp mình uh, cảm thấy là à cái công việc của mình nó nó, nó có thể uh, được thực hiện với nhiều cách rất là khác nhau Uh, một cái nữa là thật thật ra cái này thì mình hơi buồn một chút đó là mình biết rằng là những cái danh hiệu á, thì mình không từ chối nó mình cố gắng tự dụng nó một cách tốt nhất nhưng mà uh, mình cũng cố gắng là để không không để cái danh hiệu nó lớn hơn cái bản thân của mình có nghĩa rằng là khi mà nhiều người uh, họ họ tìm đến với mình hay là họ mời mình tham gia chương trình thì họ thường quan tâm đến những cái danh hiệu mà mình có uh, trong khi mình thì luôn luôn muốn rằng là thực sự là họ quan tâm đến những thứ mình làm, những thứ mình tin hơn là những cái danh hiệu bề ngoài. À, nhưng mà cái đấy là cái cũng rất là khó, tức là phải, um, tất nhiên người ta cũng cần những cái gì đấy để người ta cảm thấy là người ta có thể tin được. Và mình chẳng hạn thì danh hiệu nó là một cái chức năng của nó. À, nhưng mà làm sao để cho thật sự là danh hiệu nó không, không trở nên lớn hơn bản thân của mình thì cũng là một cái thách thức. À, thì mình phải phải luôn cố làm những cái thứ mà mình thoát khỏi những cái mà mình 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 đã đạt được thì cũng là một cái thách thức. Nhưng mà nó cũng là một cái thách thức rất là thú vị. khi mà mình nói về sự thay đổi pháp luật thì tất nhiên nó là một cái rất là quan trọng và mình đã thấy là đã có những cái bước mà tiến triển trong 10 năm gần đây đối với các quy định pháp luật LGBT tuy nhiên khi mà mình nhìn rộng hơn thì mình thấy là còn có cái sự cái sự thay đổi trong cái nhận thức quan điểm của người dân của xã hội về các vấn đề cộng đồng LGBT mỗi một ngày nếu mà bạn ra đường mà bạn thấy lại có thêm một cặp và cùng giới họ nắm tay nhau đi trên đường thì mình biết được rằng là xã hội mình nó nó đang thay đổi một chút và thật ra thì mình mỗi lần mình mỗi lần mình quay lại thành phố Hồ Chí Minh thì mình đã thấy cái hình ảnh mà các bạn công khai ở nơi công cộng nhiều hơn thì mình mình biết được rằng là chúng ta đang đi đúng hướng và cái 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 mình cũng không dự đoán được là cái cái hành trình đó nó sẽ kéo dài bao lâu nhưng mà mình tin rằng là sẽ có một ngày thì mọi người đều cảm thấy an toàn khi là, là chính mình